Ok, hello tất cả mọi người nhá. Hôm nay sẽ cho mọi người theo anh em mình đi bắt cua núi nhá mọi người nhá. Cua núi thì mùa này nó cũng khá là nhiều. Đấy, bắt được nói chung là mỗi hôm anh em mình đi bắt ấy, sẽ được khoảng tầm 5 lạng đến 1 cân. Cua núi ấy, ăn cực kỳ ngon nhá. Đây là con cua núi nhá. Cua núi, cua hỏi đây mọi người ơi. To chưa? Nó to hơn con cua đồng rất là nhiều. Nó gần bằng con ghẹ, nó bằng con ghẹ luôn mọi người ạ. Nó gần bằng con ghẹ luôn. Cái ngón của nó bằng nơi ngón của mình luôn này. To chưa? Khiếp luôn. To đây. Ui. Nó thường hay ở những cái khe đá. Khe đá nhá mọi người nhá. Nó hay ở những cái khe đá, nhưng mà không biết chỗ nào. Nên là cứ đi lật. Đây. Con này. Con. Đây có con này. Cái ra nó cắn nha, gãy tay đấy. Đây, đây một con nữa. Con này mà nó cắn là gãy tay luôn này. Đây. Con này càng to này mà cắn là gãy tay đấy. Đây một con nữa này mọi người nhá. Đây, ấy. Nhưng cái mùa mưa này mới đi bắt mới dễ này mọi người ơi. Chết cậu này. Những cái tô có nước chảy là tô rất dễ khó. Quan trọng là không làm đục nước đó. Vừa bị đục nước thì nó sẽ bị khó nhìn. Con cua núi này chỉ có ở những cái vùng núi thôi mọi người ạ. Những cái vùng mà nước nó lạnh buốt này. Cho nên mình để uống lạnh cây cho luôn. Ê. Một cặp đất phu đất phu. Đây. Nhanh. Đây. Một con nữa. Cả một con nữa. Đó. Đừng một con cái. Đấy. Thấy không? Đây. Một cặp và dân phu dân phụ. Đấy. Đây, cô đã đoàn luôn. Nó có này quẻ. Hả? Con này bị tàn tật để chắc bị đá kẹp. Quẻ nó một quỷ. Có mồm một quỷ. Cặp nhau. Ấy kia kìa. Đây. Những con như thế này nhá, lại rất là dễ câu nhá anh em nhá. Con này câu phát một. Con này mà câu ấy, phát một luôn, ăn phát một luôn. Đấy em. Để ra đây. Con này câu thì sao làm sao được rồi. Úi, đây dưới chân nào có con nữa. Vừa thấy nó đây cận ngay đấy nhỉ. Ui, tuột mất rồi. Đừng làm đục nước. Ngu. Bắt được không? Đây tao cũng thấy một con mà nó tuột đâu rồi. Hai con anh ơi. Hai con à? Hai con. Thấy không? Tao chưa thấy con đây đâu cả. Đấy, những con đấy mà câu là rất dễ. Một con nữa. To luôn. To quá trường này. Xanh. Từ đây. Nhanh lắm. Kiếm lại con, nó thọt rồi. Đây, tao có thấy một con. No. À, đây, nó chạy này. Nó chạy. Đây. Tí dưới này này. Đây. Ở trên thung này nhiều nhờ. Ừ. Trên thung này gọi là chưa ai câu mấy. Trên khu này trên cao. Bắt con núi này cũng phải là một cái nghệ thuật cực kỳ căng nha mọi người nhá. Tại vì sao? Khi mà nó kẹp một phát thì thôi. Đây nha, mình sẽ thử cho mọi người xem nó cặp nhau nhá. Đứt chân luôn nếu mà nó mà đã cặp cực kỳ chặt luôn. Nào, chuyển đây. Nó mà đã cặp cụt luôn. Thế nên là thôi, không nghịch. Thế nên là rất là nguy hiểm. Thấy không? Chỗ này nó, chỗ này sâu với cái tảng đá này nó to là tránh vật cái tảng đá này ra kiểu gì cũng có. Anh còn đi. Nhưng mà tao có phải nhắc. Đây, hang chắc chắn là có. Rồi đấy. Không biết là to hay nhỏ rồi.
lắm. Nó đi. Nó đi rồi. Có ngó thì chẳng có, không vượt được ra đâu. Nặng lắm. Như thế một con rồi. Nói chung là những cái khe chỗ này, khe đá này rất là khó bắt mọi người. Tại vì bởi một cái là nó sẽ chạy luôn vào trong khe, cái khe sâu. Nó không bắt được á. Rất là khó. À đây, 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 đây. Thấy chưa? Nó đang ăn cái gì à? Thì nó đang ăn ăn con gì ạ? Đấy, nó thấy mình kìa. Đấy, 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 cái mồm nó. Đấy, ui, hai con. Ui, hai con, hai con. Hai con vào đây ơi. Ui, nó tụt rồi. Một con nó thấy mình, nó tụt luôn. Còn một con thì nó đang mải mê ăn. Thế này. Để em, để em. Để em xin đi. Bây giờ quay lưng về xe máy. Quay rồi, nó đang đớp cái gì. Có một con nữa to lắm. Thường những cặp đôi như thế này thì đều là muốn mua được một cái nhau. Em tí nữa. À, cái đây đấy. Đây, đây này. Ôi, ừ, đây, 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 cho mọi người xem. Đấy, mọi người thấy nhanh chưa? Mình vừa thấy nó ở tảng đá này mà nó lại chạy sang đây luôn à. Ui, đấy, ui. Chui. À đâu, không phải. Lấy xô. Còn vẫn còn ở đây, vẫn còn con nữa. Đá ông đau quá. Đâu thì lấy xô đi con. Cho vào xô đã nha mọi người nha. Đây đây, trong khe này này. Trong khe này thì cũng dễ, khó lắm. Ừ, đúng rồi. Đó, trong những cái khe này nhá mọi người nhá. Là gần như là sẽ có, là sẽ có khu núi. Nhưng mà sẽ không bắt được nó. Không bắt được nó. Tại vì những cái khe này. Quay. Đi trong kia có một con. Nhưng mà sâu lắm. Sâu này của anh bắt được anh, bắt được đâu. Bắt được anh nhỉ? Con nào ở trong đây được bắt được. Những cái chỗ mà tập trung suối kiểu như này á, rất là nhiều. Đó, bây giờ anh em mình sẽ đi vòng lên đến cả lều của anh em mình ở trên. Được khá nhiều đấy, đây xem nào. Đây. Chừng này cũng phải được 5 lạng rồi đấy. Hơn rồi đấy. Hơn một con nữa, anh sẽ đi. Khu trên này không có mấy. Anh đừng bình thường, khu này đấy là khu đẹp này. Điền. Nước chảy rất rách. Đẹp quá, không. À đấy, một con. Một con anh em nhá. Càng tím. Không có mấy. Trên này thỉnh thoảng mới gặp một con thôi, tại vì nó không có chỗ. À, kiểu như là nó chảy nhiều quá, nó không có bãi đá như ở dưới. Bãi sỏi như ở dưới ấy, thì nhiều. Đấy, lật phát nó lên. Đây đây còn. Anh thử lật chỗ ông này. Ông nó đẹp lắm này. Tuyệt vời luôn. Hết sức bình tĩnh. Hết quy này. Không. Không biết đâu. Bỏ ăn vào đấy được. Giữ được. Em mở. Xin trả lên. Quả đây là thả tay ra phát là thôi mà. Xin là xin những vật cụ không. Thế rồi, ở trên này không có đâu, không có mấy đâu. Xin là xin những vật cụ. Ê. Nhiều quét đấy. Tông lời phải cân đấy. Được cân đấy. Thôi thôi, thôi. Anh em mình sẽ
chế biến món cua ở trên kia luôn nhá. Thỉnh thoảng đi cắm trại, camping rất là vui mọi người ạ. Thôi ông ơi. Món cua luộc nước dừa nha mọi người nha. Con rêu cô bỏ lại đi, nước dừa nó. Để lại con rêu này rửa nha. Cắn nhau rụng hết chân luôn. Nó vào đây nó kẹp nhau mọi người ạ. Cua này cua đang béo đấy, ngọt đi. Đấy, muốn đôi này. Đấy, nhìn ra. Đấy, nằm ngoan không? Vào ngoan như cún. Rửa hai con này đi. À, con này dính dính đấy, mau để sẽ đem đi rửa nhá, dính rêu. Còn chỗ này đây. Bây giờ vào đây nằm ngoan như cún hết rồi. Chúng nó biết chuẩn bị lên đĩa rồi đấy. Mồm nó bắt đầu đang chửi mình này. Đấy, con này chửi to nhất này. Con này bảo thả tao ra này. Con này bảo được cú mời. Vào mồm hết. Thôi, nó thả mất cua rồi. Nó cặp sắc quay. Tao đã bảo rồi, không nghe. Phải cẩn thận bọn cua núi của nó. Nó không cặp thì thôi, nó mà đã cặp thì thôi. Xong con ong luôn. Nó kẹp con nhà luôn mà. Cửa cầm thế này thôi. Em còn cọ. Lại còn cọ nữa. Đấy gọi là sự ngu dốt. Đấy. Hai con này nữa là gần đầy nồi rồi anh em nhá. Tuyệt vời. À. Đấy ra to đây. Ngon nhá. Nhiều nước à. Dô. À. Là dô. Thôi để lấy để nấu cua. Thôi ông ơi. Đấy nha mọi người nha, cua núi luộc nước dừa nha. Mày đổ đi tao, tao canh nó, chạy ra. Nước dừa ngon thế con chạy ra mà. Ngọt nhờ. Cua này đã ngọt rồi lại còn nước dừa càng ngọt nữa. Ôi, ôi. Thôi, bắt nó đi. Kéo mà nó lại cặp cho. Bắt được không? Thôi, thả vào đây. Ok nha anh em nhá. Tạm biệt những em cua. Ok. À, mời mình giúp cua nhá để thấy nhá. Nó bị nóng nó cạnh. Giúp cua. Thế cũng xả mà chứ. Đấy, cho nó ngon đi nha mọi người. Mấy cái món như kiểu cua với tiếc là hải sản nó rất hợp xả. Khả năng là ở đây hơi ồn tại vì ngay dưới chân anh em mình là một cái suối khá là... Ngay dưới anh em mình cắm trại ngay ở... Cô ở suối nó kêu rong rách to lắm mọi người ạ. Phải lấy quả xả này đi. Ui. Sả quá. Nó nóng nó chạy rồi. Cua đang bị nóng. Rồi,
Bây giờ là đợi thành quả thôi anh em ạ. Ở đây người cho thành quả cho mọi người nhá. Ok rồi mọi người nhá. Nó đợi nó chuyển màu cái là ngon. Cua này á thì gần như là chỉ cần nấu qua qua thôi là ăn rất ngon giống như hải sản. Đây là cua dừa nha anh em. Ấy à, ấy à, ấy à, ấy à, thấy chưa anh em? Ui. Thấy chưa? Thấy giống hải sản chưa? Đây là ở trên núi là gọi là gì sản nhỉ? Chín rồi. Cua hải sản đấy. Điền là ở sơn sản. Sản hải là sơn sản. San sở. Đấy. Ai bảo là trên núi không có ui rồi, có đây chúng ta. Đây là đây là chính thức là món ghẹ núi anh em nhá. Đấy. Ai bảo trên núi không có ghẹ, ai bảo biển mới có ghẹ. Đừng bảo biển mới có ghẹ nha anh em nhá. Đây là ghẹ núi. Ghẹ Ba Vì đây. Ghẹ Ba Vì. Ba Vì cũng có ghẹ đây. Không phải ghẹ 45 cân nhưng mà ghẹ người ta to 1 cân rồi. Ghẹ của mình thế bằng chưa 15. Mình còn có cả ghẹ 45 cân cơ nhưng mà không ăn được. Con đỏ này, con đỏ này. Mập với nhỉ. Rồi. Ăn giòn đấy nhỉ. Không, cho nó ra cái món mát là nó. Thôi được, đó. Nó nguội hút nước đau. Đọc cái đã. Ok nha anh em nhá. Mập ú đít luôn. Ui. Gạch gạch, người ta tưởng tớ. Con này có gạch, con này con cua cái anh em nhá. Ấy, ấy, ui. Ui trời ơi. Xin xin. Mời mọi người nhá. Trúng luôn. Đẹp lắm. Cua núi này thì mặc dù là nó không ngon bằng ghẹ, thực sự là nó ít thịt và những cái càng này cứng, nhưng mà vẫn khá là ngon nha mọi người nha. Trứng này. Trứng nha, mình ăn mất 2 phần 3 này, vẫn còn 1 phần 3 đấy, thấy chưa? Ngon nhất là những cái này. Trong cái thịt của nó. Nó thì hơi khó lấy thịt. Gạch à. Gạch ăn rất là mùi béo. Ui, anh ơi, cái vỏ của nó ngọt lắm. Vỏ của nó. Ui. Con này nhiều gạch. Ấy, trứng này gạch đấy. Hình như là cứt đấy. Cứt à? Tại vì con này con đực. Đó, được. Không. Chả, chuyên sinh nghiệp này. À. Đó. Khá là ít thịt. Này, đông đặc luôn này. Quên để lại yên nước của nó hút. Nước của nó ngọt. Những cái chân này gần như là đây mình để ra một cái cho mọi người xem nhé. Có thịt nhưng mà cái vỏ nó cứng lắm. Đấy, thấy chưa? Thế nên là anh em mình vứt. Ăn càng thôi. Càng chắc thịt luôn. Thế này rồi, trời ơi. Ngon chưa? Đẳng cấp chưa mọi người? Đây là con cuốn đực đấy nha, cuốn đực ấy. Mút mút. Càng nó. Ăn cái này mới được nhiều thịt. Càng nó nhiều thịt lắm nhá. Đấy, chắc, cực kỳ chắc. Thịt nó rất là chắc nhưng mà mút tợi. Cái vỏ nó cứng. Thế nên là người ta ở đây trên này ít khi ăn cái cua này lắm. Tại vì người ta cứ bảo là con cua núi này có cái con tớp ở trong. Trong người con cua ấy, cái con nó như giống như dạng một con vắt, nhưng mà nó bé hơn, nó bằng nhỏ hơn cả đầu tăm ấy, nó ở trong con cua này. Nhưng mà từ ngày anh em mình ăn khá thích có con này, người ta sợ người ta không ăn, tự không bắt được mà ăn thôi. Không phải hôm nào bắt được con cua này đâu, nó không ra đúng mà bắt bằng răng. Ngọt đấy, cái càng nó ngọt đấy, tuyệt vời.
này mà. À hôm nào anh em mình ăn lẩu anh nhỉ? Hoặc là nấu bún ấy nhỉ? Có được. Con làm có được thế nhỉ? Không biết được con trứng nào ạ. Đây có cái này. Không biết có trứng không? Đây cũng có cái này. Con cua đực đây. Đây nhá mọi người nhá. Con cua đực thì cái yếm của nó rất nhỏ đây này. Đấy, nó rất nhỏ, có cái yếm nó rất nhỏ nhá. Đây, con cua đây, con cua cái. Đấy, con cua cái cái yếm nó rất to nhá. Đấy là cách phân biệt cua đực với cua cái. Cái nhìn bên trên này nó không khác gì nhau mấy đâu. Cái thì ăn trứng. Ê, con này đẻ trứng. Ê. Trứng chủ mãi rồi. Đây, thử đi. Này, mọi người ăn cua nó ghẹ vậy đó. Đây có cái mồm của nó nha. Ấn mắt. Sợ. Ngậy cả củ.